Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 24 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27 tháng 7 nhiều hợp tác xã trồng nhãn áp dụng thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và tiêu thụ thuận lợi. Cựu chiến binh Trần Anh Như tích cực với công tác từ thiện. Lực lượng quản lý thị trường bắt hàng lậu tại thành phố Hưng Yên Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy Ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Hiện tỉnh Hưng Yên còn 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới là xã Trung Hòa, Minh Châu, huyện Yên Mỹ, xã Tứ Dân, Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Trong đó, xã Trung Hòa, Minh Châu đã đạt 18 trên 19 tiêu chí, xã Hồng Tiến đạt 17 trên 19 tiêu chí, xã Tứ Dân đạt 19 trên 19 tiêu chí. Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của các xã chưa hoàn thành là do còn gặp khó khăn trong xây dựng các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa thể thao, thiếu nhà văn hóa, cơ sở vật chất trường học, đường giao thông nông thôn, tiêu chí về môi trường, điện nông thôn. Hiện 4 xã vẫn còn nợ động xây dựng cơ bản với tổng số trên 8,6 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ nhấn mạnh, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị lâu dài, do vậy đòi hỏi các địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các ngành chức năng trước mắt, huyện Yên Mỹ, Khói Châu và 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới cần khẩn trương tập trung, dồn lực hoàn thiện sớm các tiêu chí trong thời gian nhanh nhất để tỉnh hoàn thành mục tiêu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phê bình 4 xã Trung Hòa, Minh Châu, Tứ Dân, Hồng Tiến chưa quyết tâm vào cuộc trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành cần phối hợp với hai huyện Yên Mỹ và Quái Châu hỗ trợ bốn xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để có thêm nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bốn xã cần phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, huy động sức dân, nguồn xã hội hóa, xử lý đất dôi dư, sen kẹp đất đấu giá để xây dựng các công trình tại địa phương, xử lý nghiêm các vi phạm về điện nông thôn, vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, hành lang an toàn giao thông, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sẽ hỗ trợ 4 xã xây dựng nhà văn hóa thôn với nguồn vốn là 1 tỷ đồng một nhà văn hóa. Các xã phải phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong tháng 10 năm nay. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm và tặng quà một số gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Khói Châu. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã đến thăm tặng quà cụ Đỗ Thị Hậm, 106 tuổi vợ liệt sĩ Phạm Ngọc Bội, hy sinh trong thời kỳ chống Pháp ở thị trấn Khoái Châu, thăm và tặng quà ông Đỗ Hữu Thiết, thương binh hạng 1 trên 4, thôn Đông Kết, xã Đông Kết, ông Nguyễn Như Bách, thương binh hạng 2 trên 4, thôn Trung, xã An Vĩ, tại các nơi đến thăm bí thư tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe tình hình cuộc sống của các gia đình đồng thời khẳng định đảng và nhà nước chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của các gia đình thương binh liệt sĩ người có công trong sự nghiệp giải phóng thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc đồng chí mong muốn các thương binh bệnh binh các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cơ mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật nhà nước động viên con cháu thực hiện tốt các phong trào của địa phương xây dựng quê hương hưng yên ngày càng giàu mạnh Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019, sắp nhập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhất trí thông qua các tờ trình trong đó giao cho sở xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương khẩn trương cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh để công khai hóa thông tin giúp các cá nhân và doanh nghiệp thuận tiện trong tìm hiểu đầu tư và giao dịch yêu cầu sở y tế hoàn chỉnh tờ trình về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh các sở nông nghiệp phát triển nông thôn khoa học công nghệ tích cực nghiên cứu nâng cao chất lượng các giống cây đặc sản của tỉnh đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng đánh giá dự báo thị trường để chủ động định giá nông sản trên địa bàn tỉnh các sở ban ngành thực hiện nghiêm việc tinh giảm bộ máy biên chế với phương châm tăng nhiệm vụ chứ không tăng bộ máy quản lý giao cho sở tài nguyên và môi trường khẩn trương xây dựng điều chỉnh khung giá đất để giải phóng mặt bằng vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa 14 về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng. Dự họp có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện luật đầu tư xây dựng trong đó nêu rõ, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hướng dẫn ban hành nhiều văn bản thực hiện pháp luật, các cấp độ quy hoạch đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, quy hoạch chung các huyện Văn Giang, Văn Lâm, công tác quản lý đầu tư xây dựng được chú trọng từ khâu chuẩn bị đến thực hiện đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành và ban quản lý dự án khu vực tại cuộc họp nhiều ý kiến được trao đổi xoay quanh một số vấn đề như việc cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp việc xử lý sai phạm đối với công trình không được cấp phép xây dựng đồng chí đặng minh ngọc phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đối với những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện luật đầu tư xây dựng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương cần tiếp thu và chấp hành luật tốt đồng chí lê quang huy phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường tiếp thu ý kiến kiến nghị của các đại biểu đồng thời mong muốn ủy ban nhân dân tỉnh tập hợp ý kiến thành một văn bản chính thức để đóng góp vào hội thảo về luật xây dựng sắp diễn ra đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại khu đô thị mới xã phương triểu thành phố hưng yên Ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề Trẻ em với các vấn đề trẻ em. Dự buổi diễn đàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự chương trình diễn đàn có sự góp mặt của 110 em học sinh đến từ 10 huyện thị xã thành phố. Diễn đàn trẻ em năm 2019 được tổ chức với hai nội dung chính là trình bày thông điệp, giao lưu đối thoại với lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, thông qua các nội dung hoạt động các em đã đưa ra nhiều thông điệp rất thực tế và vô cùng ý nghĩa tiêu biểu như an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà bạo lực không bao giờ là cách giải quyết tốt nhất đối với trẻ em hãy lên tiếng chống lại bạo lực học đường bạo lực gia đình hãy xử lý nghiêm những hành vi ngược đãi sử dụng lao động trẻ em chung tay giúp trẻ em có sân chơi lành mạnh bổ ích phát biểu tại diễn đàn đồng chí nguyễn duy hưng đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong chăm sóc bảo vệ trẻ em đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền quán triệt thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quyền trẻ em tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo cho trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn lành mạnh Những năm gần đây, để phát triển bền vững cả hợp tác xã nhãn trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chuyển đổi trồng những giống nhãn quý để nâng cao chất lượng, đồng thời thực hiện các quy trình sản xuất sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và tiêu thụ thuận lợi. Được thành lập từ đầu năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp kiểu mới Đức Thắng, xã Minh Tân, huyện Phục Cử đang có những bước đi cụ thể đem lại lợi ích lớn cho các thành viên Hiện tại hợp tác xã có 16 thành viên với tổng diện tích trồng cây trên 20 ha, trong đó hơn 10 ha trồng nhãn theo quy trình Việt Gáp. Theo đó, các quy trình sản xuất của thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Trong quá trình chăm sóc, việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật được áp dụng nguyên tắc bốn đúng, tăng cường bón phân hữu cơ. Ngoài ra, hợp tác xã còn tận dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp để tái sử dụng làm phân bón, vừa có tác dụng cung cấp nguồn phân bón tại chỗ, vừa bảo vệ môi trường, hạn chế lây lan các mầm bệnh trong quá trình canh tác. Năm nay anh em cũng là quy trình mới làm Việt gáp năm đầu tiên, thực tế là làm là anh em đều triển khai rất là tốt cho chất lượng cao. Đã được những cái đơn vị ở siêu thị và các cái tổ chức lớn đặt hàng giá quá cao hơn ở ngoài thị trường và rất là dễ bán hơn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế năm 2019, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Hưng Yên triển khai mô hình nhãn Việt Gáp tại một số xã trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích phát triển mở rộng diện tích trồng nhãn tập trung của tỉnh được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo ra các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 10 hợp tác xã sản xuất kinh doanh nhãn và các sản phẩm từ nhãn. Tham gia hợp tác xã, người trồng nhãn được hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật sản xuất nhãn theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, nên năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng lên. Các hợp tác xã nhãn trên địa bàn tỉnh đã có phần quan trọng trong sản xuất và tiêu thụ nhãn cho nông dân. Để phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm tăng cường liên doanh liên kết với các tổ chức doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ đầu tư cơ sở vật chất công nghệ bảo quản chế biến các sản phẩm từ nhãn sau thu hoạch Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều vườn nhãn trên địa bàn huyện Tiên Lữ cho năng suất thấp. Tuy nhiên, tại hợp tác xã Ken Quả xã Nhật Tân, 15 ha nhãn trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp đều cho sai quả, ước thu gần 300 tấn nhãn. Hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân được thành lập từ đầu năm 2018 với trên 20 thành viên các giống nhãn chủ yếu là hương chi nhãn khoái châu để nâng cao giá trị quả nhãn đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hợp tác xã hướng dẫn các xã viên hạn chế sử dụng phân bón vô cơ chuyển sang bón phân hữu cơ dùng ngô và đỗ tương men vi sinh để tưới gốc chú trọng tỉa cành tưới nước hợp lý để kích thích cây ra hoa đúng thời điểm nhờ đó 15 ha nhãn của hợp tác xã đều cho say quả ước thu gần 300 tấn nhãn đến nay. Các xã viên đã thu hoạch được 25 tấn nhãn sớm với giá bán từ 55 đến 60.000 đồng kg, cao gấp 3 lần so với vụ nhãn năm 2018 thực hiện nghị quyết số 21 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Đến nay tỉnh Hưng Yên đã phát triển được trên 206.400 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng tới trên 60.000 người so với năm 2016, vượt chỉ tiêu kế hoạch hội đồng nhân dân tỉnh và bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2019. Trong đó có gần 201.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 95% kế hoạch năm 2019, trên 5.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 119% kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ bao phủ đạt gần 30% so với lực lượng lao động, vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đạt được kết quả đó là do Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương cùng vào cuộc thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở khối doanh nghiệp. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã có gần 3.600 doanh nghiệp với 164.000 người lao động tham gia đóng bảo hiểm với tổng số tiền là trên 1.190 tỷ đồng. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân thiết thực với các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh vì tổ quốc. Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân đồng loạt các huyện thành thị đoàn, các đoàn cơ sở, xa quân, các hoạt động thiện nguyện, thiết thực và ý nghĩa bên cạnh việc dọn dẹp 141 trên 141 nghĩa trang liệt sĩ đài tưởng niệm các tổ chức đoàn cũng đến thăm các địa chỉ đỏ nhằm giúp các đoàn viên hiểu rõ hơn về những dấu mốc lịch sử và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng quà và khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt các đối tượng chính sách trên địa bàn trị giá hàng trăm triệu đồng tiêu biểu có các đơn vị như huyện đoàn tiên lữ huyện đoàn phù cử đoàn khối các cơ quan tỉnh đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa có phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ và chuẩn bị cho tháng hành động vì người cao tuổi, vừa qua, Trung ương Hội Người Cao Tuổi và Ban Liên lạc Đồng Hương Hưng Yên, tướng lĩnh quê Hưng Yên đã đi thăm và tặng quà các thương binh và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, Trung ương hội người cao tuổi tặng 10 xuất quà trên địa bàn tỉnh ta mỗi xuất trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng. Tại những nơi đến thăm, ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội người cao tuổi đã thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh là hội viên hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên có hoàn cảnh khó khăn, thông tin một số các hoạt động điển hình của hội người cao tuổi các cấp, động viên các ông bà người cao tuổi tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào xây dựng địa phương. Chúc các ông bà sống lâu, sống khỏe, sống có ích, làm tấm gương mẫu mực và chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, vừa qua, Ban nên là các tướng lĩnh Hội đồng Hương Hương Yên tại Hà Nội do đồng chí Trung tướng Nguyễn Chiến làm trưởng đoàn đã về dân hoa, dân hương, tri ân canh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ huyện Văn Giang và Khói Châu. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Nhân dịp này, đoàn đã trao 60 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng tặng các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Văn Giang và Khoái Châu. Ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, nhiều người dân đều yêu mến và trân trọng bà Trần Anh Như, một cựu chiến binh có tấm lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh là một cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, bà Trần Anh Như luôn tự nhủ mình phải làm gì đó để xứng đáng với sự hy sinh của các đồng đội. Đã từ lâu, bà Như thầm lặng với những hoạt động từ thiện của mình, góp phần san sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Nhưng đều đặn từ năm 2012 đến nay, bà Như nhận bảo trợ từ 5 đến 6 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 600.000 đồng một cháu một năm. Với ừ. số tiền bán như đã giúp cháu hàng tháng thì cháu có tiền mua thức ăn và tiền mua sách vở đồ dùng học tập cháu rất cảm ơn bà Như gia đình bà Như là một trong gia đình tiêu biểu của địa phương hiến đất đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn mới hiện nay gia đình bà Như cũng đang thường xuyên như vậy là làm cái từ thiện để giúp đỡ các cháu có cái gia đình khó khăn và thực sự là một cái tấm gương như vậy là tiêu biểu để nhân dân địa phương như vậy là học tập Hàng ngày bà Như còn quyên góp gạo quần áo sách vở để mang đi làm từ thiện tại các chùa và một số tỉnh miền núi. Vào các ngày thương binh liệt sĩ, các dịp lễ Tết, bà Như tặng hàng chục xuất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ tại địa phương. Thực ra thì gia đình thì cũng không không giàu có đâu. Nhưng mà xuất phát từ cái tâm của mình, từ cái đáy lòng của mình, trong thấy các cháu hoàn cảnh khó khăn, trong thấy những cái già yếu khó khăn, thì tôi chỉ muốn là giúp đỡ một tí tẹo của mình một miếng khi đói bằng một gói khi lo cho nên chỉ một tí thôi nhưng mà mình cũng động viên được người ta người ta cũng phấn khởi mang tình yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh không chỉ ở xã Minh Hoàng mà ở mọi miền tổ quốc những việc làm của bà Trần Anh Như đã và đang góp phần nhân lên nhiều nghĩa cử tốt đẹp trong cuộc sống. Khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 7, đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an thành phố Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng Hiếu Hường Mobile số 727 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tại thời điểm kiểm tra cửa hàng của anh phạm văn hiếu chuyên kinh doanh điện thoại và phụ kiện không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng là điện thoại như iphone xiaomi và phụ kiện các loại có in chữ trung quốc chủ cửa hàng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên đoàn kiểm tra đã lập biên bản ra quyết định tạm giữ số hàng trên để tiến hành xác minh đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật Vừa qua, Công an huyện Ân Thi nhận được tin báo của Công an xã Bắc Sơn về nội dung khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7 trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh năm 2005 ở thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, đang ở nhà một mình thì bị đối tượng Dương Đình Lụy, sinh năm 1966, làm nghề thợ mộc ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đến và có hành vi dâm ô đối với cháu Hằng. Theo đại diện công an xã Bắc Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Lụy có biểu hiện say rượu, sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện ân thi đã tiếp nhận hồ sơ và tổ chức điều tra xác minh theo thẩm quyền qua sự việc trên cũng là lời cảnh báo cho các địa phương gia đình cần quan tâm hơn nữa đến việc quản lý con em mình cần cung cấp kiến thức và cách xử lý trước những hành vi khi trẻ bị xâm hại tình dục nhằm không để những vụ việc đau lòng đó xảy ra quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hưng yên xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại